nghịch tử. Chia sẻ cách dạy con cái. Ở bên hải ngoại này không thiếu gì những trường hợp con cái tố cha mẹ là lạm dụng tình dục. Vừa rồi mình có nghe chuyện ở Việt Nam cái con bé nào tên Diễm My á, đi tu tu hú gì đi vào cái chùa gì tu á, mà cái thầy ông nội cái thằng ấy sao mình nhìn thấy cái mặt nó sao mình thấy kinh thế, thấy kinh tởm cái thằng đấy thật. Mình không biết làm sao, không biết nó đúng hay phải hay là trái gì, nhưng mà tự nhiên mình có cái cảm giác khi mà nhìn cái thằng cha đấy mình thấy nó ghê ghê như là một quỷ ấy. Càng nghe nó nói càng thấy tởm lợm, không hiểu tại sao nhá. Mình không phải là mình chỉ là nhìn cái con người cái thằng già đó mình đánh giá thôi, mình đã thấy nó làm sao ấy, nó có một cái hung khí gì ấy, kinh lắm. Và tất cả những ai mà sống ở hải ngoại hay ở Việt Nam cũng vậy thôi, có con có cái, các bạn sợ nhất điều gì? Mọi người sợ nhất chúng nó nghiện ngập, nó mà đâm vào cái nhất là những cái người bố người mẹ sống ở hải ngoại này này, sợ nhất là khi mà con cái 10 năm 10 14 15 16 17 18 tuổi đó. Là những cái tầm đấy là tầm mặc mẹ bố mẹ đấy, mặc mẹ bà, mặc mẹ ông, cái tuổi 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 mặc mẹ đời đấy, kinh khủng lắm. Rồi mình nghe cái chuyện của cái con bé Diễm My đấy thì theo mình thấy thì những cái chuyện này xảy ra không phải ít ở bên hải ngoại này, nó xảy ra hàng ngày. Thế ba cái vụ mà tố cha tố mẹ nhất là rơi vào cộng đồng Việt Nam. Lý do là tại sao? Tại vì cái cách dạy con cái của người Việt Nam mình nó khác với bọn Tây nhá. Bọn Tây thì nó nói chung là nó không cái phụ huynh ấy không có khắt khe như là người Việt Nam mình, người Á mình ấy, là luôn luôn bắt con cái ở nhà rồi không cho đi chơi đi đâu là phải hỏi rồi này kia cái thứ đó, là cái cách của người người Á mình. Thì đến khi mà sang bên bên này rồi ấy, thì vẫn giữ cái phong cách cái phong tục của người Á châu mình, cho nên không có chịu đựng được cái kiểu như là dạy con như của bọn Tây. Đó. Bọn Tây nó để cho con cái nó tự do nhiều lắm, cho nên là người Á mình thì vẫn cứ khắt khe trong chuyện nuôi dạy con. Thì mọi người có biết một cái câu chuyện ở bên Mỹ, à bên Anh, Canada, có một con bé nó thuê một bọn vào giết chết cha mẹ không? Mọi người sẽ nghe nghe thấy mấy cái câu chuyện đó không? Tại vì cái kiểu của cộng đồng Việt Nam mình sang đây ai cũng muốn cho con mình trở thành bác sĩ, kỹ sư rồi để mà làm mát mẻ cái mặt mũi gia đình ấy. Nhiều khi cứ bắt con cái là phải theo ý mình, ví dụ như là phải học rồi rồi lo cho chúng nó rồi đầu tư cho chúng nó rất là ghê gớm để cho chúng nó học, rồi rất là khắt khe trong cái chuyện nuôi dạy con. Thì nó vẫn đến cái tuổi mà nó biết yêu đương rồi đó, bắt đầu nó mới ra ngoài xã hội, bắt đầu nó mới đua đòi theo chúng bạn, thế nào bắt đầu nó muốn yêu đương nhưng mà bố mẹ thì cứ cấm cản, trong khi những cái gia đình cũng có tiền của, cũng đầu tư cũng có tiền của chứ không phải là không. Thế lại càng mặt mũi rồi nó muốn con cái mình trở thành ông nọ bà kia, thế là khắt khe với chúng nó, thế là chúng nó mới tìm cách để chúng nó thoát ra. Xong bắt đầu nó không biết làm sao ấy, nó đi nó thuê một bọn đi vào giết chết bố mẹ, xong rồi xong rồi lập ra cái kiểu như là bị ăn cướp, bị trộm vào nhà ăn cướp. Các bạn có nghe thấy cái vụ đấy không? Đi lên trên YouTube tìm cái vụ mà con gái giết cha mẹ đấy. Sợ nhất khi vào viện lúc ốm ấy,
Khi ấy mới xét nghiệm thì hóa ra lại là con thằng hàng xóm, lúc ấy mới ngã quả vỡ bài rồi. Hải Hoàng Trung nói ai? Nói về cái vấn đề gì cái đấy. Chào chị yêu quê hương Việt Nam, chào Nguyễn Ngọc, chào tất cả các bạn nhé. Các bạn share cho nhiều người vào đây chơi đi, nói chuyện đi. Xem có bắt được thằng Ba Que nào. Mình thì mình nghe thấy những cái chuyện đối với những người hải ngoại đấy, nhìn cái chuyện vụ của con bé Diễm My này thì không có xa lạ gì với những cái chuyện đấy. Tại vì ở bên này nó xảy ra thường. Chính mình cũng nghe thấy một cái câu chuyện cái ông bố ấy nói có ba đứa con ấy mà mình đã từng kể, hai đứa con trai một đứa con gái, thì bắt đầu vợ bỏ đi Mỹ rồi, thế ở Úc này nuôi ba đứa con thì cấm cái con bé con gái đi chơi này kia các thứ, thế là nó quay ra nó tố bố là uống rượu xong rồi muốn xâm hại tình dục nó. Đó. Đấy, cái kiểu mà bố mẹ khắt khe với con xong con nó bật lại cái kiểu cái trò như thế nhiều lắm chứ không phải ít ở bên này. Cho nên đối với những người hải ngoại đó thì những cái chuyện như con bé Diễm My nó là chuyện bình thường xảy ra ở bên này. Tại bên này nó có cái luật là không được đàn áp trẻ con rồi này kia các thứ, bố mẹ không được đánh đập con cái, đúng không? Nhưng mà những cái người Việt Nam sang bên này thì không bao giờ mà bỏ được cái phong tục tập quán của người Việt Nam dạy con là như thế. Bản thân mình cũng vậy, có mấy đứa con này. Ngày xưa cái thằng con lớn mình nó chơi với mấy đứa bạn Việt Nam á, thì bố mẹ nó lo lắng lắm mà lo cho con cái, mà con cái thì học rất giỏi nhưng bà đã suốt ngày đi tìm con thôi. Đó. Đến 3 giờ sáng rồi còn sang nhà mình gõ cửa. Con em nó có ở nhà không? Bảo chị ơi nó có ở nhà. Một thằng con chị nó đi mà nó không biết nó đi đâu, nó không có về, mà gọi điện cho nó thì nó tắt máy. Thì mình mới hỏi hỏi cái chị đó là tại sao chị phải khổ thế, bây giờ nó lớn rồi, bây giờ chị cứ gọi nó nghĩ nó phiền phức cho nên nó tắt máy. Chị làm sao phải lo lắng nhiều thế? Thế chẳng may con chị chị lo cái gì? Bà bảo chứ chị nó đi ra nó buôn bán bạch phiến rồi này kia các thứ. Thế xong mình bảo thế em hỏi chị, nếu thực sự nó làm những cái chuyện đấy thì chị làm gì nó? Bảo chị cũng không biết được. Nhưng mà cái tính chị là con chị chưa về là tim chị nó cứ giật thon thót lên. Thế rồi bây giờ chị phải bảo vệ sức khỏe của chính chị thôi, chứ bây giờ chúng nó bước chân ra khỏi cửa, nó không phải là con của mình nữa. Mình không có quyền gì, mình không biết nó đi đâu cả. Cho nên mình càng lo nghĩ thì mình hại chính cái bản thân mình thôi. Cho nên là các bố, các mẹ hay là những cái người có con cái thì mình cũng nên lo chính cái bản thân mình trước đã. Tại vì bản thân mình mà gục xuống thì làm sao mình lo được cho ai. Mình nói thật, mình có mấy đứa con rồi. Kể cho mọi người mình nghe cái câu chuyện cái thằng con út của mình. Ngày xưa nó rất là đua đòi các bạn. Nó đi ra ngoài, nó ăn mặc cái gì cũng phải hàng hiệu rồi này kia các thứ. Nó giống như là đại gia, biết không? Thế xong rồi á, nó đi ra ngoài chơi nó không cần biết gì, bố mẹ nó đi dã man. Có một lần nó đi mà bố nó lại chiều nó, lúc nào cũng mua đồ iPhone ra vừa mới ra mới một cái mua cho nó ngay. Mình đã nói rồi đừng có chiều nó, nếu mà mình cái gì mà cứ cứ cái gì cũng chiều nó đấy, nó cứ ỷ vào mình rồi chẳng ra làm sao cả, nó sẽ hư hỏng. Thế là có một lần đi ra ngoài cầm cái iPhone mới tinh bị một bọn nó đánh cho phù mỏ lên, gãy một cái răng ở đây luôn. Về bắt đầu nó hỏi nó ai đánh, nó bảo cái gia đình đấy là người Việt Nam, cái thằng đấy là người Việt Nam. Thế mình nhà mình thì đông anh em nó lớn hết rồi, nó cứ vào nó hỏi thằng nào đánh mày nói cho tao biết.
hay là báo cảnh sát, nó nhất định nó không chịu nói. Nó bảo má mình có biết gia đình nó rất là điên không? Mình bảo điên thì điên, mày mày nghĩ rằng nhà mình sợ mấy cái thằng ấy là sao? Thế nhưng mà mình không biết với những bà mẹ khác thì sẽ xử như thế nào hoặc sẽ nghĩ như thế nào, nhưng mà mình nghĩ cái thằng con mình phải để cho xã hội nó dạy. Đúng không? Mình những cái thằng này á, bố mẹ nói nó không bao giờ nó nghe đâu. Cho nên những cái bà mẹ như là mẹ của Diễm My hay là cái gì, thương con ai mà cũng thương, đúng không? Nhưng mà mình gặp những cái đứa nó ngang bướng như thế, mình phải để cho xã hội nó dạy. Chứ mình không dạy nổi nó đâu. Đó, mình càng làm cái gì thì chỉ khổ cho chính bản thân mình thôi. Đành rằng cái xã hội Việt Nam là thương con phải làm hết sức, phải làm cái nọ cái kia. Nhưng mà đôi khi nó không phải trong cái vòng tay của mình nữa. Thì mình phải buông nó ra để cho chính cái bản thân mình nó được giải thoát đi. Đúng không? Nhiều người cứ chửi bới rồi cứ lên án bố mẹ con bé Diễm My rồi về hùa theo cái con Diễm My đó. Những cái người đấy hoàn toàn không có óc, biết không? Mình đang nói vụ Trịnh Thất Bồng Lai. Ồ. Chào. Chào tất cả các bạn nhé. Sợ nhất khi vào viện lúc ốm khi ấy xét nghiệm thì hóa ra là con hàng xóm. Mình đang nói vụ Tịnh Thất Bồng Em bên bờ phá sản. Cái thằng cha là già đấy, ôi giời ơi, kinh khủng. Các bạn, những cái trò đấy ở bên này cũng không thiếu. Có một cái trường hợp mấy mười mấy năm về trước rồi ở bên Úc, hay hình như bên Úc, có một ông á, ông ấy đẻ mấy một đứa con gái của chính ông ấy, ông ấy dốt nó vào trong cái tầng hầm ở dưới nhà, không biết ở bên Mỹ hay ở bên Úc rồi mình quên mất rồi, mà sanh không biết mấy đứa trẻ con, bốn đứa hay bảy đứa gì đó. Ông dốt con bé đấy ở dưới cái tầng hầm đó, mà ông cứ thế ông ăn ngủ với nó rồi đẻ ra những cái đứa con, rồi không biết vừa là con vừa là cháu, để sau phát hiện được ra cái thằng già đấy. Ở bên này cũng đầy, không có thiếu những cái vụ như thế. Nhưng mà người ta xử về sau ấy, thằng già đấy bị đi tù ấy. Nhưng mà bây giờ Việt Nam nó nhiều những cái vụ đó nó xảy ra, nhưng mà bên hải ngoại này những cái người mà hay xem tin tức về của cái người ở bên này, bọn Tây ở bên này, ông thiếu mẹ gì những cái trò đấy. Rồi nhiều những cái trường hợp những cái người Việt Nam mình cũng có thằng con này, có bạn bè, có bố mẹ nó đi tìm nó suốt. Rồi bây giờ các bạn thử nghĩ xem, chỉ là một người bình thường thôi, như mình thôi. Ví dụ như là mình nghe thấy những mẹ của những đứa bạn của con mình á, nó đến đây tìm con. Thì người ta hỏi là chị ơi chị, con em nó có ở đây không? Tại cái thằng đấy nó chơi với thằng con mình. Nó bảo không, nó không có, không thấy nó ở đây. Sao nó lại đi đi sang nhà, nó bỏ nhà đi à? Nó bảo không phải, nó đúng rồi, nó bỏ nhà nó đi tại bố nó hay là gì đấy, đại khái là trong gia đình ấy, cãi vã nhau làm sao ấy, nó tức nó bỏ đi. Thế mình nói thôi em ơi, cái tầm của bọn chúng nó, đừng bao giờ đuổi nó đi. Cho dù như thế nào mình cũng đừng nói là mày mày đi ra khỏi nhà tao hay là như thế nào ấy, đừng bao giờ nói cái câu đấy. Tại cái bọn trẻ nó mới lớn nó hăng máu lắm. Mình mà nói động đến nó cái nó đi ngay đấy. Bảo chứ không, em không không đuổi nó đi, nhưng mà không biết làm sao đấy, bố nó nói cái gì ấy, nó tự ái, nó đi mấy ngày hôm nay nó chưa về. Mà em đi khắp nơi em tìm thì cái hai vợ chồng mới đến nhà mình nè. Thì nếu như là mình là người bình thường, ví dụ nó có tới đây, có một lần nó cũng tới đây, nó xin đi tắm.
thì mình mới nói với thằng con mình là cho đi tắm nhưng mà không được ngủ ở đây đó, phải đi về. Và mình khuyên cái thằng con mình là con á, con phải khuyên bạn con đi về nhà đi, không có người bố người mẹ, không đi ra bước ra ngoài đường không có ai thương mình bằng chính bố mẹ mình cả, cho nên kêu nó đi về nhà đi. Thế xong rồi mấy hôm sau mình hỏi nó, thế thế con nói với cái thằng đấy là đi về chưa, nó con nói rồi, không biết nó đi đâu ấy, không biết. Đấy là mình, ý mình nói là một cái người bình thường, mình cũng không quen biết gì đến cái bố mẹ của cái đứa đấy cả, mà mình còn khuyên nó là đi về đi, không có ai thương mình bằng bố mẹ mình đâu. Mà tại sao cái thằng già dê đấy, cái thằng tịnh thất bồng bồng con gì đấy, nó là một, nó nói nó là nó xưng thầy mới thiên hạ, mà nó khi mà nó gặp cái con bé kia, bố mẹ nó đang đi tìm đi, nó là người đi tu, nó nói nó là đi tu rồi nó xưng thầy với người này người kia, đúng không? Không có ai có quyền xưng thầy với mình hết, không phải là cứ đi vào tu, tu ở trong cái chùa đấy mày muốn gọi ai là con hay là cái gì thì mày vào trong đấy mày gọi. Nó giống như mình thấy nó nói với lại Nguyễn Phương Hằng là cái gì con ơi con này kia các thứ, mẹ nghe nó lộn ruột tát bỏ mẹ đi, đúng không? Không có ai được quyền xưng tự nhiên xưng thầy với người ta hết, trong khi người ta đâu phải tu hành ở trong cái chỗ đấy đâu. Xưng thầy, ai nhìn nhìn thấy ai cũng thầy, thầy có phải nó tự nó đưa nó lên một cái hàng thầy của thiên hạ không? Đó. Xong rồi nó xưng thầy với người ta. Xong rồi nó nói nó tu hành này kia đạo lý cái gì, mà trong khi đó bố mẹ của người ta đang đi tìm con bé này, mà nó đến trên đến cái chỗ đấy thì mình là một cái con người có đạo đức, mình khuyên nó thôi con ơi con đi về đi, con gặp có khó khăn gì con nói ra rồi này kia các thứ, khuyên những cái đạo lý làm người, nhưng nó không, nó giữ người ta ở đấy. Xong lại còn cái vụ đi ra đòi người ở trên trên công an nữa. Cái đợt đấy mình theo dõi ở trên mạng, cái bọn ba que xỏ lá, cái bọn chống phá ở Việt Nam ấy, nó ồn ào lên, nó nói là cái ông bà nào bố mẹ con bé Diễm My này bắt cóc rồi cái gì ấy. Có cả con nấm ở trong cái vụ này nữa, con nấm độc ấy. Thì mọi người phải nhìn ra được là nó làm như thế để nó vu cho Việt Nam một cái tội là cái gì về 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 đạo ấy, cái gì đàn áp tôn giáo, nó làm ra cái trò như thế, xong nó ăn dây mấy cái bọn ba que, xong nó làm lên là chính quyền Việt Nam là đàn áp tôn giáo. Mọi người ở cái vụ đấy 90 tuổi rồi, tất nó là gì? 90 tuổi rồi, tát nó thì lại phải đền bộ răng thì khổ. Thì đấy mọi người, nếu mà một cái người bình thường thôi, mọi người nên nhớ rằng khi mà bố mẹ đấy nói với con đó, nó không bao giờ nó nghe, nhưng mà có thể nó sang nhà hàng xóm nó tâm sự với một người nào đó. Nếu nó tâm sự với một người tốt, người ta hiểu chuyện, người ta hiểu biết, người ta sẽ khuyên là con thế này thế kia, trong gia đình như thế nào, bố mẹ như thế nào, phải nói ra để cho nó hiểu. Nhưng có những người ấy, thì lại đi theo cái sự suy nghĩ của nó, rồi vào hùa theo cái sự suy nghĩ của nó, làm cho nó là kiểu như là bây giờ ví dụ mình là một người bạn của người bạn có một đứa con chẳng hạn như thế, nó đến nó nói nó kể xấu về bố mẹ nó, chẳng hạn bố mẹ không tốt rồi bố mẹ như thế này như thế này như thế này, thì mình khuyên với cái đứa trẻ như nào, mình muốn lấy lòng cái đứa trẻ đó, mình ở ừ đúng rồi mẹ mày như thế này này không được, rồi bố mày như thế này không được, làm như thế này là không đúng. Đấy là cái kiểu mình về hùa mấy cái đứa trẻ con đó, mấy cái đứa nhỏ đó, rồi mình nói xấu bố mẹ nó. Nhưng nếu mình là một người tốt thì mình phải công tâm ra mình nói, ừ cô cũng biết là con suy nghĩ như thế,
có thể khả năng là mẹ con hay bố con nghĩ như thế, nhưng mà đôi khi con phải nghĩ lại là con làm những cái gì để cho bố mẹ con đối xử với con như vậy đã, đúng không? Mình phải công tâm ra, mình phải công bằng ra để mà mình nói chuyện với cái đứa trò trẻ đó và khuyên nó một điều rằng cho dù như thế nào con cũng là con của cái người bố người mẹ đó, đúng không? Chứ không phải về hùa cái đứa trẻ đấy, cái đứa trẻ nó để nó nói cái gì xong bắt đầu về hùa cái thằng già đấy. Nó đâu có một tiếng nào nó bảo là thôi bố mẹ con như thế thì bây giờ con về nhà đi, rồi những cái gì nói chuyện thẳng thắn, ngồi nói chuyện đàng hoàng, con muốn cái gì con nói thẳng cho bố mẹ con nghe, đúng không? Trong lòng con muốn gì ở bố mẹ con, ví dụ như là bố mẹ con khó tính quá không cho con đi chơi thì con nói ra đó, hay là con nói là con lớn rồi bây giờ con muốn cái gì thì con cứ nói thẳng cho bố mẹ con nghe để ba mặt một lời, tất cả đã lớn rồi, con cũng lớn rồi thì con về con nói thẳng với bố mẹ như thế đi, hoặc là con muốn dọn ra ngoài ở thì con cũng phải cho bố mẹ con biết rồi để cho bố mẹ con đỡ lo lắng, cái đó là một cái người tốt, chứ chưa chưa nói đến cái chuyện là nó đi tu hay là chưa đi tu, đúng không? Chứ đây cái thằng già có cái thằng nào nó có một cái lời nào nó khuyên cái con bé này đi về đâu, thằng mất dạy. Mới hơn nữa theo mình thấy cái chuyện của Nguyễn Phương Hằng này làm á, đừng có đùa với người ta là một cái người giàu có, hiểu không? Người ta làm cái gì người ta phải có cái sự suy nghĩ, hiểu không? Nếu người ta không làm những cái chuyện mà không đúng với xã hội đó thì người ta chết ngay, tại người ta có tiền, đúng không? Người ta có tiền bây giờ cứ đặt địa vị mình là một người có tiền đi, đúng không? Mình có tiền là có quyền à? Ở đâu cũng vậy thôi, sống ở đâu cũng vậy thôi. Mình có tiền là mình có nhiều quyền được. Nhá. Thì trước khi mình nói ra một cái điều gì mình phải tham khảo và cái mục đích của mình là như thế nào, đúng không? Cái mục đích của mình để cái chuyện câu chuyện này để làm gì? Cũng giống như mình sống ở bên này thôi. Đúng không? Tại sao mình chửi có bọn ba que mà mình không sợ chúng nó biểu tình, đúng không? Tại sao mình nói ra những cái chuyện này? Bởi vì chúng nó hại Việt Nam. Đúng không? Trong Việt Nam đó có gia đình của mình, có con, có cháu, có anh chị em, có bố mẹ sống ở Việt Nam, có bà con họ hàng này kia có sống ở Việt Nam, mà mình nhìn thấy những cái trái khoáy ở bên này của cái bọn cái lũ cộng đồng ở bên này, cho nên mình phải phải lên đây mình nói. Nhiều người nói là chứ sao mày rách việc thế, mày nắm chuyện thế, rồi có những cái người người ta cho mình là dỗi hơi. Nhưng mà thực tế mình thấy là mình cần phải nói ra, tại vì mình nhìn được những cái người kia người ta nói mình là dỗi hơi, tại vì người ta không có bao giờ người ta để ý vào những cái chuyện của cái bọn ba que sọ lá ở bên này, đúng không? Cho nên người ta không hiểu cái chuyện gì hết. Còn mình á, mình rảnh rỗi mà, mình rảnh rỗi rồi mình nhìn thấy những cái chuyện trái khoái, mình không muốn nó làm hại đến trước mắt là gia đình mình, sau nữa là người Việt Nam, hơn nữa mình lại là người Việt Nam, mình cũng phải có cái lòng tự trọng của mình chứ, cho nên mình mới chửi chúng nó. Rồi tại sao mình dám lên tiếng? Tại vì mình hiểu được cái luật pháp ở bên này, đúng không? Chứ nếu như những người mà người ta không hiểu hoặc người ta phải làm cái gì mà phải sống bằng cái cộng đồng đó thì người ta không bao giờ người ta dám làm. Ví dụ như những người làm ăn buôn bán, người ta không bao giờ dám dây vào mấy cái bọn đấy, đúng không? Tại vì động một cái ngày xưa thôi, bây giờ ông nói ngày xưa, ví dụ cái thời kỳ mà chống cộng chúng nó còn mạnh á, thì người ta tại vì người ta làm ăn buôn bán, người ta muốn yên thân đấy. Nhiều khi chúng nó làm cái trò này trò kia thì người buôn bán thì thường là trong cái cộng đồng người Á đấy chẳng hạn vậy, thì người ta cũng muốn bán hàng chứ, thì người ta sợ chúng nó, người ta không dám nói. Tại sao càng ngày càng nhiều người dám lên tiếng?
Tại vì chúng nó là cái lũ cặn bã. Chị Hằng không làm theo cảm tính đâu, chỉ có làm cái gì thì đằng sau có cả một ekip tư vấn rồi. Đương nhiên rồi, người ta đâu có ngu, đúng không? Người ta đâu có ngu, người ta phải có cái sức mạnh của người ta mới làm chứ. Phải cần nhiều những cái người như là Nguyễn Phương Hằng đó lên tiếng. Ai mà không muốn yên thân, ai mà không muốn làm ăn cho nó thoải mái, mình kiếm được ra tiền. Tại sao mình dây mấy cái bọn đấy làm gì? Mà cái thế giới ngầm ấy các bạn phải lên nhớ rằng nó kinh khủng lắm. Biết tại sao năm ông nhà báo ở Việt Nam, ở bên Mỹ bị thủ tiêu không? Đó là thế giới ngầm đấy. Đó. Đâu có làm gì được nó đâu. Đó. Đâu có một cái đất nước Mỹ như thế mà không tìm được ra cái thủ phạm nào giết mấy cái người đấy, thì các bạn hiểu là cái thế giới ngầm nó mạnh mạnh như thế nào rồi, đúng không? Một cái đất nước Mỹ nó đâu có ngu để nó làm thiệt hại cho Mỹ, cái đất nước của nó đâu. Tại sao là năm nhà báo bị như vậy? Đó. Chính trị đấy không có đơn giản đâu các bạn. Tại sao những cái ông tổng thống của Mỹ toàn đi đến đâu là sợ nó bắn chết rồi. Có bao giờ nghe thấy những cái thủ tướng của Việt Nam mà bị thủ tiêu bao giờ không? Mình chưa thấy một cái ông lãnh tụ nào hay là ông thủ tướng nào đi dám ra ngồi sân xem đá bóng như là Việt Nam. Ông thủ tướng của Việt Nam ra ngồi ở sân sân xem đá bóng với người dân. Thế nào bọn Mỹ sang đấy mà ngồi nó bắn cho tè đầu rồi chứ. Bảo chứ người ta thương 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 tổng thống lắm, rồi sao tổng thống đi ra đường vãi linh hồn, đi cái xe đạn bắn vào không không thủng. Phải nên nhớ rằng Nguyễn Phương Hằng làm cái việc cho quốc gia đấy, chứ không phải là vớ vẩn đâu, đừng có đùa mấy bà, đúng không? Không có người bảo vệ, không có người này kia nữa, bá chết ngay, bị cái bọn nó thủ tiêu ngay lập tức. Mà giết một cái người ở Việt Nam dễ như này gì? Cứ tiền là nó làm được. Nhưng mà Việt Nam thấy không? Đừng có đùa với an ninh Việt Nam. Chứ tự nhiên làm sao mà ngồi nói khơi khơi ra mấy tiếng đồng hồ, cái nếu mà mình để cho mình đánh giá, mình phải đánh giá là Nguyễn Phương Hằng là trùm dư luận viên luôn. Đấy mới gọi là dư luận viên. Dư luận viên phải đẳng cấp như thế. Chào Vũ Sáng nhé, chào tất cả các bạn, vào đây chơi đi, vào đây tào lao, có ai có cái gì vào đây ấm ức hay là hậm hực hay là cái gì ấy, vào đây chơi. Mình để cái tính của mình rất đàn ông, không có lèm nhèm lèm bèm ba cái chuyện ấy, giống như là đời tư của người ta, kệ mẹ người ta muốn ngủ mấy thằng nào hay là ngủ mấy con nào hay là cái gì ấy, hay là cái chuyện ấy, đời tư của người ta đừng bao giờ xía vào đó. Chuyện riêng tư của người này cãi nhau với người kia vớ vớ vẩn vẩn ba cái chuyện đấy mình không bao giờ mình dính vào đâu. Đó. Muốn chửi ai ai ghét mình ấy, muốn chửi mình ấy, chửi thẳng vào mặt này, hay lên livestream này chửi chửi chị là cái con này con kia hay là cái gì ấy, chửi chửi bố mẹ ấy, chửi thẳng vào mặt khấy khấy mới lại nói, khấy mới lại nói cạnh nói khóe, bực cả mình. Mình không có ưa mấy cái đồng chí như vậy. Cái tính của mình là thẳng thắn, có cái gì ấy, nếu mà cảm thấy rằng khiêu chiến hay là cái gì ấy, nói thẳng vào mặt luôn, nôi thẳng tên ra đó. Cái vụ cái thằng già dê đấy là phải yêu cầu chính quyền Việt Nam phải làm cho nó 3 năm rõ 10 ra. Mà mình thấy gia đình của cái bố mẹ con bé gì đấy đi rất là đúng đường,
Tại vì trước đây nó nói là ông bố của nó là cái gì đứng nhìn rú nó rồi này kia các thứ rồi sờ vú nó ôm ôm ấp cái gì bắt cóc nó lên trên xe rồi làm sao đứng nhìn nó tắm rồi làm sao đó. Thì bây giờ ông ấy kiện nó. Ông kiện nó là vu khống để làm sao để cho nó phải ra ra chính quyền để nó đối chất với lại ông ấy. Rồi nếu nó không ra người ta sẽ phát lệnh truy nã. Cái đó ông đi rất là hay. Ông làm rất là đúng. Cho nên con đấy phải lôi lôi cổ nó ra để xem bây giờ nó như thế nào, nó đẻ con hay chưa thì nghe nói nó đẻ con không biết có phải không. Đâu. Thì cái nhiều người nói là Alo, hello bác con có cười lên đi à? hả